Theo kế hoạch, lễ hội Dinh Cô thị trấn Long Hải huyện Long Điền sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, tức từ mùng 8 đến 12 tháng 2 âm lịch. Năm nay, ngoài phần lễ với các nghi thức truyền thống, lễ hội còn có nhiều hoạt động mới như sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Dinh Cô, Mộ Cô, thi thả diều bãi biển, bóng chuyền bãi biển, thi đi cà kheo dưới nước. Ban tổ chức lễ hội Dinh Cô Long Hải đã lên kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm tra niêm yết, quản lý giá cả, bảo đảm vệ sinh môi trường, phân công các lực lượng phân luồng giao thông, chuẩn bị lực lượng phương tiện cứu hộ y tế. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền cho biết, lễ hội Dinh Cô Long Hải năm nay kéo dài hơn mọi năm nên dự kiến sẽ thu hút đông du khách đến tham quan chiêm bái. Do đó, công tác chuẩn bị được địa phương chuẩn bị chu đáo nhằm để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và du khách.